tần số tình yêu. Tuần này là một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa các chàng trai và một cô nàng xinh xắn. Đứng ngồi không yên với mối lương duyên vừa gặp đã yêu. Đi đôi thực chắn, đi tập gym. Những cá tính thú vị. Đối với bản thân em rất thích nấu ăn và làm việc nhà. Cái chạm sao xuyến đầy cuốn hút đối phương. Ừ, anh hôn em hả? Hoa hồng tới đây. Liệu thần tình yêu có mỉm cười tác hợp? Đón xem tập 9 tần số tình yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 30 tháng 4 trên kênh HTV7.